Sáng ngày 21 tháng 2, tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, có khoảng 267 học sinh lớp 6 trở lại trường học trực tiếp. Ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã trực tiếp đưa con em trở lại trường. Để khâu đón học sinh, bảo đảm an toàn, nhà trường phân công giáo viên, nhân viên đo thân nhiệt, bố trí máy rửa tay, hướng dẫn học sinh vào lớp. Sau một thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh, lần đầu tiên được đến trường học tập tại ngôi trường mới, các em học sinh khối lớp 6 đều cảm thấy háo hức, phấn khởi vì được gặp thầy cô, bạn bè. Tính đến nay, trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu có khoảng 1.338 học sinh từ khối lớp 6 đến khối lớp 9 trở lại trường học trực tiếp. Trong đó, khối lớp 6 có 267 trên 288 em học sinh. Khối 7 có 383 trên 394 học sinh khối 8 có 354 trên 361 học sinh và khối 9 có 334 trên 346 học sinh. Để đảm bảo việc đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp diễn ra an toàn hiệu quả, các trường học tại thành phố Châu Đốc đã xây dựng kế hoạch diễn tập các phương án để xử lý các tình huống xảy ra khi có ca nhiễm, bố trí lệch giờ giữa các lớp, phân luận di chuyển vào lớp học và ra về theo từng khối lớp. Những ngày đầu trở lại trường, các em học sinh khối lớp 6 sẽ được làm quen với trường lớp. Đồng thời giáo viên học sinh trang bị cho các em ý thức vệ sinh cá nhân, kỹ năng phòng chống dịch, sau đó mới bắt đầu ôn tập và dạy kiến thức mới.